Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đại đoàn kết số tháng 6 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Sau đây là nội dung chi tiết. Năm năm qua, mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo được trên 79 tỷ đồng, hỗ trợ cho hơn 17.500 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ quan cảnh khó khăn làm mới, sửa chữa nhà ở, phát triển kinh tế, khám chữa bệnh, hỗ trợ học sinh đi học, khó khăn đột xuất tặng quà nhân ngày lễ Tết. Tổ chức phát động ủng hộ và tiếp nhận hơn 11 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lụt. Vận động ủng hộ quỹ đền nới đáp nghĩa được trên 19 tỷ đồng. Phối hợp thăm tặng quà cho gia đình người có công với cách mạng, gia đình thương binh liệt sĩ, kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Ban Thực trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tham mưu tổ chức gặp mặt, thăm tặng quà tri ân 151 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên sung phong, dân công hỏa tuyến, gia đình liệt sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh và trao bằng huy hiệu danh dự vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện Lâm Bình, Na Hang, Yên Sơn, Sơn Dương kịp thời hỗ trợ 112 hộ nghèo bị ảnh hưởng do mưa bão lốc xoáy, rủi ro với số tiền trên 150 triệu đồng. Tổ chức thăm tặng quà Tết với tổng số tiền trên 38 tỷ đồng. Giả soát và tổ chức cứu trợ gạo cho trên 5.000 hộ có nguy cơ thiếu lương thực trong dịp Tết. Tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi kinh phí trên 5 tỷ đồng. Phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như tổ chức hỗ trợ nhân ái với các gian hàng không đồng gồm các mặt hàng là nhu yếu phẩm, lương thực thực phẩm phục vụ Tết, tặng miễn phí cho hộ nghèo, hộ quan cảnh khó khăn, học sinh nghèo, người yếu thế. Tổ chức 13 chuyến xe không đồng đưa các học sinh sinh viên quan cảnh khó khăn về quê đón Tết. Hỗ trợ 550 kg gạo, trợ cấp đột xuất cho 31 trẻ em nghèo quan cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 62 triệu đồng. Vận động nhân dân hỗ trợ hàng nghìn ngày công lao động dọn dẹp nhà cửa, thu hoạch hoa màu. Thời gian qua, mặt trận tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh tuyên quang đã chủ động triển khai tuyên truyền, vận động và tổ chức cho đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện kịp thời, hiệu quả các chương trình đề án, dự án nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Trong đó, đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn, xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, lắp đặt cấu kiện kênh mương đúc sẵn, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, tham gia phát triển kinh tế, vận động gần 2.676 hộ giải phóng mặt bằng, xây dựng cao tốc tuyên quang phú thọ kết nối với cao tốc nội bài lào cai; 1458 trên 2.608 hộ giải phóng mặt bằng di rời 485 ngôi mộ để xây dựng đường cao tốc tuyên quang hà giang, trục đường phát triển đô thị từ thành phố tuyên quang đi trung tâm huyện yên sơn, khu nghỉ dưỡng suối khoáng mỹ lâm, triển khai sâu rộng toàn diện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã vận động nhân dân đóng góp trên 87 tỷ đồng, hiến hơn 245 000 m vuông đất tham gia trên 277.000 ngày công lao động, làm trên 440 km đường bê tông nông thôn, bê tông nội đồng, làm cầu giao thông nông thôn, hơn 195 km đường hoa cây xanh, xây dựng hơn 20 km đường điện thắp sáng đường quê. Thực hiện việc lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 73 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh, đã huy động nguồn lực trị giá trên 10,5 tỷ đồng, nhân dân hiến gần 1.000 m2 đất giúp đỡ trên 60.000 ngày công lao động vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên, sửa chữa tường rào lớp học, khu vui chơi cho các lớp mầm non trên địa bàn. Nhiệm kỳ qua mặt trận tổ quốc các cấp trong tỉnh chủ trì tổ chức 924 cuộc giám sát, vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội và tăng 11 cuộc so với nhiệm kỳ 2014-2019, tổ chức trên 600 hội nghị phản biện xã hội. 100% mặt trận tổ quốc các xã phường thị trấn và 7 trên 7 huyện thành phố tổ chức chương trình giám sát 100 đơn vị mặt trận tổ quốc cấp huyện và 85% đơn vị cấp xã tổ chức được hội nghị phản biện. Kết quả giám sát phản biện xã hội góp phần tạo sự đồng thuận trong triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh. Chủ trì phối hợp tổ chức trên 3.500 hội nghị tiếp xúc cử tri với trên 17.000 lượt ý kiến tham gia. Kịp thời tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi các cấp có thẩm quyền. Với tinh thần đoàn kết, tự lực vượt khó vươn lên, chị em phụ nữ xã Hùng Đức, địa phương thuộc vùng đặc biệt khó khăn của huyện Hàm Yên đã có những cách làm phù hợp để phát triển kinh tế bằng những mô hình sản xuất hiệu quả. Đời sống hội viên phụ nữ đã có những cải thiện rõ rệt. Hợp tác xã chăn nuôi và kinh doanh thịt dê sạch Hùng Đức do gia đình chị Phạm Thị Thủy thành lập đã thu về hiệu quả kinh tế tích cực, năng động trong phát triển sản xuất kinh doanh. Những hội viên như chị Thủy đã trở thành người tiên phong vận động chị em cùng tham gia. Với 13 thành viên hiện các sản phẩm của hợp tác xã đã được liên kết từ đầu vào và đầu ra, có phần nâng cao thu nhập. Chăn nuôi hợp tác xã nó có quy mô sẽ ổn định và sẽ không người dân sẽ không phải lo về nguồn đầu vào này, nguồn giống ở đâu ra này và lúc được thành phẩm rồi để xuất ra thì người dân cũng không phải lo vấn đề đấy nữa. Với trên 1.100 hội viên, hội liên hiệp phụ nữ xã Hồng Đức đã vận động tuyên truyền, hỗ trợ hội viên trong việc tiếp cận nguồn tín dụng chính sách và các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật trong trồng trọt và chăn nuôi, khuyến khích các hộ gia đình có kinh tế khá, giúp các hộ quan cảnh khó khăn bằng cây con giống, vốn. Ngoài ra, chị em phụ nữ cũng tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thực hiện nhiều mô hình liên kết với các loại cây ngắn ngày để có thêm thu nhập. Từ những nỗ lực này, hiện toàn hội có gần 250 mô hình phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, tạo sự thay đổi đáng kể cho vùng quê này. Những năm gần đây thì hội phụ nữ xã cũng ngày một vững mạnh hơn và cái kinh tế phát triển kinh tế hộ gia đình thì ngày phát triển hiệu quả cũng đưa hội phụ nữ xã là một trong những cái tổ chức hội tích cực tham gia cái nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế. Chị em hội viên phụ nữ còn tích cực chỉnh trang cảnh quan, bảo vệ môi trường, tạo diện mạo mới ở khu dân cư. Bằng những việc làm cụ thể, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hồng Đức có phần hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới tại địa phương. Đến thời điểm hiện tại, 100% các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc cung cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là điều kiện quan trọng tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ 15. Phóng viên chuyên mục đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Tăng Thị Dương, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước hết xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn. Thưa đồng chí thì đến thời điểm hiện tại mặt trận tổ quốc các cấp đã tiến hành xong đại hội. xin đồng chí cho biết những cái kết quả về cái việc tổ chức đại hội, đặc biệt là đối với đại hội cấp huyện thành phố vừa qua. Thực hiện chỉ đạo hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, sự lãnh đạo của cấp ủy cung cấp về tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch xin si ý kiến cấp ủy và chuẩn bị tốt các điều kiện về nội dung công tác nhân sự, cơ sở vật chất, tổ chức đại hội. Đến nay thì 7 trên 7 huyện thành phố đã tổ chức thành công đại hội, đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp trong thời gian qua thực sự là đợt sinh hoạt chính trị, dân chủ, sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân qua đó nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò của mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đường lối chiến lược của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc. Đối với mỗi kỳ đại hội thì công tác nhân sự và văn kiện là hai cái nhiệm vụ, hai cái nội dung đặc biệt quan trọng. Vậy thì qua theo dõi việc tổ chức đại hội cấp huyện, thành phố, hai nội dung này thì đã được mặt trận Tổ quốc cấp huyện, thành phố triển khai thực hiện như nào? Về nhân sự thì ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện thành phố đã bám sát quy định của Đảng hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc cấp trên về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Căn cứ tình hình thực tế của địa phương xây dựng cơ cấu thành phần ủy viên ủy ban theo hướng mở rộng thành phần là cá nhân tiêu biểu đại diện các giai tầng, các dân tộc tôn giáo và chuyên gia trên các lĩnh vực đảm bảo tỷ lệ người ngoài Đảng đạt từ 25 đến 28% thực sự là tổ chức liên minh chính trị liên hiệp tự nguyện rộng lớn là hình ảnh tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương à, đội ngũ cán bộ thì được trẻ hóa trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị của các ủy viên ủy ban ban thường trực được nâng lên so với nhiệm kỳ trước tỷ lệ cán bộ nữ cán bộ dân tộc thiểu số cán bộ trẻ thì đảm bảo theo đề án số 15 của ban thường vụ tỉnh ủy 100% Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, thành phố tham gia cấp ủy, cung cấp, trong đó có 6 trên 7 đồng chí là ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, thành ủy, theo đúng tinh thần của chỉ thị số 22 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Từ đó nâng cao vai trò, vị thế của Mặt trận Tổ quốc, đồng thời tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Mặt trận, đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc trong thời kỳ mới về báo cáo chính trị thì cơ bản được chuẩn bị kỹ lưỡng, đánh giá sâu sắc, sát hợp với thực tiễn cụ thể của từng địa phương. Báo cáo đã nêu được tồn tại hạn chế và nguyên nhân rút ra các bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó thì xác định cụ thể mục tiêu, chỉ tiêu và chương trình hành động của nhiệm kỳ mới, đảm bảo thực hiện thắng lợi công tác mặt trận trong thời gian tới. À, xin đồng chí cho biết thêm cái công tác chuẩn bị cho đại hội mặt trận tổ quốc tỉnh Tiên Quang lần thứ 10 năm nhiệm kỳ 2024 2029 đến thời điểm này. Theo kế hoạch tổ chức đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024 2029, đến nay thì ban thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng văn kiện của đại hội và dự thảo đề án nhân sự với số lượng cơ cấu thành phần ủy viên ủy ban theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp ủy tỉnh và tình hình thực tiễn công tác cán bộ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Gửi xin ý kiến các vị ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh theo quy định. Triển khai các công trình phần việc chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh như là xây dựng phòng truyền thống, khánh thành ngôi nhà đại đoàn kết thứ 5.000, xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị biểu dương các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024 và biên soạn ấn phẩm mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dấu ấn nhiệm kỳ 2019-2024 đồng thời đôn đốc các tổ chức thành viên ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hoàn thành 161 công trình phần việc chào mừng đại hội mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ 15 nhiệm kỳ 2024-2029 các công việc chuẩn bị đại hội cơ bản đang được triển khai đúng tiến độ. Một lần nữa trân trọng cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn ạ. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục đại đoàn kết số tháng 6 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.